Điểm nha.
Rồi, bạn kế bên đứng lên mình đọc cái lịch của tối với con ngắn gọn thôi nha, không cần là dài cái dinh dưỡng dễ tiêu hóa hấp thu, bảo vệ cơ thể với phát triển trí thông minh. Còn gì nữa không? Rồi là đối với xã hội, bạn kế bên. Thưa thầy, là em nghĩ là lợi ích đối với xã hội là khi mà giảm cái tỷ lệ mà bé bị nhiễm khuẩn thì xã hội sẽ đỡ tiết kiệm chi phí, giảm bệnh tật. Rồi với lại khi mà tiết kiệm được chi phí thì mình sẽ dùng cái tiền đó để trang trải nhiều thứ, giảm cái chi phí do nuôi sữa con mà sữa không thích. Rồi gì nữa? Giảm tỷ lệ của trẻ bị suy dinh dưỡng. Rồi giảm bệnh tật. Rồi gì nữa? Bạn nào có bổ sung gì nữa không? Cái khóa gia đình là bên của mẹ, nó cũng có ý nghĩa đó với mặt xã hội nha. Chăm sóc con cái gì nữa, giảm công chăm sóc của người mẹ, của gia đình, của nhân viên y tế. Đừng ghi, ghi không có nhớ đâu, nó hiểu được rồi, các bạn đừng ghi chép gì hết nha. Học như anh là các bạn hiểu được rồi, tại vô thi á là miễn sao các bạn nói được là được nha, nó có ý là được, quan trọng các bạn hiểu nha. Rồi thì anh sẽ nói lại nè, lết với mẹ nhiều lết chứ nha, nhưng mà giờ mình sẽ nói những cái gì mà nó thực tế nè. Một người mẹ sao sanh hoặc sao mổ á mà không có gần không á, cái sự phục hồi người mẹ rất là chậm. Đó, có thể là vấn đề gì đó, có thể là vấn đề là thiếu sự dây liên kết. Đó, giống như mấy đứa đi học xa nhà gì sao mẹ nhà buồn ha, thì người ta thấy là mặc dù là em bé nó kế bên người mẹ phải chăm lo cho em bé, người mẹ phải chăm bé, rồi phải thức chăm bé, rồi cho em bé bú cực khổ hơn, nhưng mà giống như là có em bé kế bên thì sao, nó cổ vũ cho người mẹ, làm cho cái sự phục hồi của người mẹ nó tốt hơn. Đó, mẹ sẽ giảm các cái nguy cơ bệnh tật sau sinh của mình hơn. Đó, và khi cho bú mẹ thì sao, nó kích thích tiết ra oxytocin. Oxytocin nó giúp cho cái tử cung do hồi tốt, nó làm giảm nguy cơ chảy máu sau sinh. Khi mà em bé bú thì người mẹ sẽ kích thích tiết ra cái prolactin. Prolactin nó có ý nghĩa ảnh hưởng lên trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng và làm cho quá trình cái trục hạ đồi tuyến yên buồng trứng này nè nó bị ức chế, và cái quá trình mà buồng trứng nó không xảy ra, người mẹ chậm có thai. Rồi ngoài ra những cái lý do khác thì mấy bạn đã nói rồi nha, cho nên người ta mới lợi dụng như chuyện đó là phải chỉ cho bú sớm sau sanh để phòng ngừa chảy máu, giúp cơ hội tử cung nha, rồi cho em bé bú mẹ hoàn toàn để gì, để người thai. Đó là những cái ứng dụng của chuyện nuôi con bằng sữa mẹ nha. Lết với con thì rất là nhiều nha, nhưng giờ mình nói đơn giản thôi nè. Bây giờ tất cả các hãng sữa nó đều quảng cáo sữa hết, nhưng mà trước khi quảng cáo sữa thì nó nói một câu gì, sữa mẹ. Nói chung cũng không có thuộc lắm nhưng mà vẫn rất là tích cực để nói nha. Thì nói chung là ý nói là sữa mẹ rất là quan trọng đó, chứng tỏ là cái gì, sữa công thức dù có mắc cách mấy, dù có thành phần như thế nào đi nữa, nó vẫn không thay thế sữa mẹ được. Mà các cái sữa mà sữa công thức á là sữa bò, người ta chế biến lại cho thành giống sữa mẹ, mà sữa nào mà càng gần giống sữa mẹ thì sữa nó càng mắc. Cho nên mình thấy là các cái sữa dùng của Mỹ, của Úc nó mắc hơn sữa của Việt Nam, là tại vì cái chế biến của nó thành ra các thành phần tỷ lệ nó cân đối hơn. Sữa của mình hình như cũng chế biến lại nhưng mà nó không có cân đối bằng của người ta, cho nên nó hơi rẻ hơn tí. Cái đó mình hiểu rồi đó, nó thành phần nó càng cân đối thì nó càng tốt cho em bé. Dĩ nhiên nó còn có nhiều yếu tố trong đó nữa, ví dụ như là sữa công thức, sữa bò nó có những cái thành phần tạm em bé không có tiêu hóa được, không tiêu hóa được, rồi nó dễ gây kích ứng cho bé, làm cho bé nó dễ bị các cái bệnh lý gì dị ứng nha. Rồi đặc biệt đối với con thì sao, khi mà cho bú sữa mẹ thì nó hưởng được cái quan trọng nhất là gì, kháng thể từ mẹ, kháng thể từ mẹ ha, giúp cho bé ngăn ngừa các cái bệnh lý
các bệnh lý thường gặp ở sau sinh là bệnh lý gì? Một là nhóm các bệnh lý về đường hô hấp, hai là các bệnh lý về đường tiêu hóa, một bài đó nha. Còn lên xã hội là bây giờ mình tổng hợp lại nha, như bạn nói nó có thể tốt cho cái việc kế hoạch hóa gia đình ha, nó có thể tốt cho cái việc giảm chi phí y tế ha. Ví dụ như là bây giờ trong 6 tháng thì người ta thống kê trung bình là tốn khoảng 44 lon sữa ha, một lon sữa giờ cũng khoảng 500.000 đó, chi phí khoảng hai mấy triệu. Đối với người mà không có tiền hoặc là người làm nông đâu, cái chi phí đó là đáng kể. Rồi giảm các cái nguy cơ bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp, suy dưỡng của bé, giảm cái tỷ lệ bệnh tật và giảm tử vong sơ sinh đó. Đó là ý nghĩa của chuyện nuôi con bằng sữa mẹ đó, và nó còn duy trì trong thời và nâng cao cái chất lượng con người đó. Cho nên hãy cố gắng cho bố mẹ hiểu rồi ha, tới đây thuộc rồi ha. Du Hy nói được không? Không được thì gớt hay sao vậy nha. Câu hỏi này là câu hỏi để gì để dớt các bạn đó, các bạn không trả lời được nữa là thôi luôn nha. Nha, mỗi một ý phải nói được ba cái ý nhỏ nha. Cô mẹ gì, cô bé là gì, xã hội là cái gì. Rồi thứ hai là mình phải nắm được cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về cái chuyện nuôi con bằng sữa mẹ. Rồi bạn đứng lên nên đọc tìm anh chăm sóc đó. Trời không biết luôn, không biết chỗ luôn hả? Bạn nào thấy rồi? WHO là tổ chức về trong vòng một giờ sau sinh, bé bố mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi. Đến 6 tháng tuổi 100% bé phải được cho ăn chậm. Bé bố sữa mẹ kéo dài đến 24 tháng. Nhớ chưa? Các bạn nhớ nãy giờ bạn nói chưa? Hơi khó nhớ. Khi mình học cái gì mình thành làm thành từ khóa. Tại vì cái não của mình á, cái não của mình nó chứa được nhiều thông tin lắm, nhưng mà mình chưa biết cách để mình lưu giữ thông tin. Thì bây giờ mình lưu giữ thông tin theo kiểu liên kết, vậy hay là thành những cái từ khóa ngắn gọn thôi. Thứ nhất là gì? Sớm. Cho bú sớm. Sớm là gì? Ngay sau sanh, nghĩa là thực hiện cử bú đầu tiên trong vòng 30 phút đến 60 phút đầu sau sanh là sớm ha. Thứ hai là gì? An toàn. An toàn là gì? Còn là giống như là kiểu là anh chỉ yêu mình em thôi, là ngoài em ra không có con khác, à gọi là an toàn. Thì là chỉ là sữa mẹ thôi, à không có sữa công thức, không có sữa bò, không có sữa Vinamilk ha, không có cho uống nước, không có cho uống mật ong, không có cho uống cam thảo, không có cho uống trà gì đó. Tất cả những cái gì mà có thể uống được lúc cho bé đó là không được ha, thì chỉ uống sữa mẹ thôi, gọi là hoàn toàn. Thời gian bao lâu? 6 tháng. À 4 đến 6 tháng. Tại vì sao? Tháng thứ tư đó ăn dặm rồi mà học y chưa? À, biết rồi mà, phải không? Rồi cái thứ ba là gì? Nhu cầu, cho trẻ bú theo nhu cầu. Ví dụ như sau 6 tháng nhu cầu có thể cho bú được, cho bú tiếp tục 2 tháng hoặc là tới 24 tháng hoặc là nhiều hơn nữa. À, vậy thì mình dựa vào ba cái từ khóa thì mình nhớ được cái khuyến cáo rồi. Cái nhu cầu, sớm là ngay sau sanh, thực hiện cứ bú đầu trong vòng 30 phút đến 60 phút, hoàn toàn là trong vòng 4 đến 6 tháng đầu chỉ duy nhất sữa mẹ, à và theo nhu cầu là có thể kéo dài đến 24 tháng hoặc lâu hơn. Là thuộc chưa? Chắc chắn thuộc mà, phải không? Anh nói dễ hiểu mà, phải không? Vì mà thi trả lời không được, theo các bạn gì trả lời không được thì mình có nên cho gấp không? Các bạn không nhất rồi đó. Đâu không nhất chỉ là số nhỏ thôi. Dễ không? Học thấy dễ không? Các bạn học thấy cực khổ à. Cầm cuốn sách ôm đọc, đọc từ đầu đến cuối. Không hiểu mình học cái gì ha. Không hiểu mình học cái gì, học có ứng dụng gì ha. Phải học như thế nào
Thành ra học nó cực ha. Còn nếu mà mình biết cái cách, thứ nhất mục tiêu học của mình là gì, thứ hai là cách thức học, cách liên hệ, cách sử dụng từ khóa nó dễ dữ lắm. Du Hy chỉ hỏi có hai câu này thôi, là hỏi cái bạn nào mà gần gớp nó mới hỏi ha. Còn bây giờ ví dụ mới vô thì tao không hỏi cái này, tao hỏi cái khác ha. Rồi cái bài nước con bằng sữa mẹ các bạn có hỏi gì không? Xong rồi đó. Rồi bây giờ sẽ nói vấn đề về Thi. Rồi bây giờ một cái trường hợp sao xanh á, là hậu sản hoặc là hậu phẫu thì bệnh án này nè. Xong cái người ta sẽ hỏi mình là giờ em hãy tư vấn biện pháp ngừa thai cho bệnh nhân này đó. Bây giờ các bạn sẽ tư vấn biện pháp gì cho bệnh nhân hả? Bú vô kinh. Rồi các bạn đưa tay lên ra bao bao nhiêu bạn cho bú vô kinh? Còn nửa lớp vậy là 50% khi lớp này vô thi là sẽ cho bú vô kinh. Sự lựa chọn của các bạn bây giờ cũng chính là sự lựa chọn của các bạn đi thi. Tại bây giờ các bạn còn thời gian để suy nghĩ, không áp lực. Nhưng mà đi thi thì sao? Thời gian ngắn quá à, nhớ gì nói đó. Đó. Cho nên sự lựa chọn của các bạn bây giờ cũng chính là sự lựa chọn đi thi ha. 50% cho bốn nguyên kinh. Rồi bạn nào có tư vấn biện pháp khác không? Đâu bao nhiêu bạn tư vấn bao cao su đưa tay à. Vậy chắc còn khoảng 10% thôi. Rồi còn biện pháp nào nữa? Bạn nào còn lựa chọn biện pháp nào nữa? Hả? Bút ngựa thai. Chào đưa tay lên tay, lựa chọn ngựa thai coi. Ít quá à, 5% à. Còn biện pháp nào nữa không? Hả? Diệt sản đâu, bạn nào đưa tay lên cho coi coi. Ai chọn diệt sản? Tùy bệnh nhân mình ra mới chọn. À tùy bệnh nhân đúng không? Ví dụ giờ cho vợ nhân mình 45 tuổi thì mổ phụ 3 lần đi. Rồi chọn gì nữa? Hết rồi phải không? Wow. Các bạn vô thi các bạn hay bị cái lỗi à, ghi dòng nè. Sao xanh em sẽ tư vấn biện pháp ngừa thai cho bệnh nhân này. Bú vô kinh, phải bao cao su, phải hút ngừa thai, phải que cấy, phải đặt dòng. Các bạn viết trong cái bệnh án các bạn luôn á. Em sẽ tư vấn là sao, có nghĩa là bệnh nhân này phải nên về ngừa thai sao xanh bằng các biện pháp sao. Ghi từ trên ghi xuống dưới à. Có bạn ghi ít hơn 3 cái, các bạn ghi 2 cái à, nhưng mà đa phần ghi từ 3 cái trở lên. Các bạn chọn cho bệnh nhân à, thì chọn mấy cái? 1 à. Nói tôi sẽ kết hôn, tôi gặp cơ thể cho đây kết hôn A, B, C, D, E, F, G à. Cho nên cái chuyện mình ghi nó không phù hợp. Xong cái hỏi tại sao ôi yêu cô A, cái hồi suy nghĩ hồi trả lời không, giờ em chọn cô B. Hỏi sao là sử dụng biện pháp bú vô kinh như thế nào, cái trả lời không được, cái suy nghĩ không, giờ em chọn bú vô kinh, em chọn bắt cao su. Cái hỏi vì sao yêu cô B, vì sao mà em chọn bao cao su, thì các điều kiện sử dụng bao cao su sao, cái hồi suy nghĩ không, cuối cùng em chọn đặt dòng. Cái hỏi khi nào đặt dòng đó em cũng biết. Như vậy thì các bạn chưa có khái niệm gì chuyện này ha. Cái bệnh án thi của mình chắc chắn người ta sẽ hỏi cái câu về biện pháp ngừa thai.
thầy không dám hỏi chỗ khác, hỏi chỗ khác không biết cách trả lời, không có dám hỏi gì gì lâm sàng luôn á, hỏi là sao sao xanh bây giờ sử dụng niệm pháp người hay gì, câu đơn giản thôi, ha, câu nào cũng hỏi trên á, bệnh nào bạn nào cũng hỏi vậy nè. Rồi bây giờ số đông của bạn chọn muốn vô kinh nè, cho nên nó có liên quan đến cái bài này. Rồi nhưng mà khi mà bạn chọn cái biện pháp tư vấn là muốn vô kinh cho bệnh nhân thì ta sẽ hỏi như thế này nè, dù tôi sẽ đóng vai bệnh nhân, bác sĩ ơi, bác sĩ nói là bây giờ cho tôi ngừa thai bằng cách là cho bú mẹ, như vậy cái cách thức cũng làm như thế nào để cái việc ngừa thai nó an toàn hiệu quả, hoặc là cái câu hỏi mà mình đổi lại hỏi thi là gì, điều kiện để thực hiện biện pháp phú vô kinh để ngừa thai là gì, anh hỏi cái điều kiện, còn các bạn hiểu ra là gì, à như vậy là sử dụng biện pháp này như thế nào và sử dụng sao để an toàn để hiệu quả nha. Rồi có một cái lỗi của các bạn nữa là gì, các bạn không có dựa trên cái tình huống thực tế của bệnh nhân mình đang làm bệnh án á để mình chọn cái biện pháp ngừa thai, mà các bạn chọn đại, ví dụ như cái bệnh nhân này làm ruộng nha, bệnh nhân này làm ruộng, bệnh nhân này quê ở Cà Mau đó, bệnh nhân này không có biết chữ, nhưng mà các bạn chọn cái biện pháp là gì, uống thuốc viên, hồi đó giờ bệnh nhân này không có sử dụng thuốc viên nào luôn, rồi hỏi các bạn cách sử dụng các bạn cũng không biết luôn, hỏi các bạn có cái vị thuốc nó tên gì các bạn cũng không biết luôn, các bạn không biết sao tư vấn cho bệnh nhân ha. Trong khi bệnh nhân cái khả năng của người ta như vậy, về cái học vấn nó như vậy, các bạn tư vấn sao hiệu quả được, các bạn hiểu ý nó nói không, hiểu chưa nói lại, cái lựa chọn biện pháp ngừa thai của mình nó phải phù hợp với bệnh nhân, chứ không phải mình chọn theo ý mình, có nghĩa là mình chọn theo kiểu là tôi sẽ sử dụng chứ không phải bệnh nhân sử dụng, hiểu không? Hoặc là các bạn tư vấn biện pháp là dạ em sẽ tư vấn cho bệnh nhân sử dụng bao cao su, hỏi hồi đó giờ là ông chồng á có sử dụng bao cao su lần nào chưa, chưa, ông làm gì vậy, ông đi làm mướn, đi làm phù hộ, thì theo bạn các bạn thì tư vấn trên bệnh nhân đối tượng như vậy có hiệu quả cái biện pháp đó không, có không, các bạn hiểu cái vấn đề chưa, chọn cái biện pháp ngừa thai trên bệnh nhân nó tùy thuộc rất nhiều yếu tố ha, nó tùy thuộc vào tuổi bệnh nhân, nó tùy thuộc vào nghề nghiệp bệnh nhân, khả năng kinh tế của bệnh nhân, cái kinh nghiệm sử dụng các biện pháp ngừa thai hoặc là trải nghiệm về biện pháp ngừa thai của bệnh nhân ha, cách tuân thủ cái biện pháp đó ha, cách theo dõi cái biện pháp đó, nói không phải trả lời chắc chưa hiểu. Rồi bây giờ quay trở lại nè, như vậy điều kiện để sử dụng biện pháp ngừa thai phú vô kinh là gì, cho bú hoàn toàn, cái gì nữa hả, mẹ chưa có kinh, cái gì nữa hả, 6 tháng, như 6 tháng, thời gian 4 đến 6 giờ tùy buổi, cái gì nữa hả, chống chỉ định là gì, mẹ bị đen la đen chứng chỉ và bé nó không có được nhận được sổ, ví dụ bị lắc chấm không tiêu, không là gì, không là cắt đồ, đúng gì nó bị tổn ở mẹ, còn gì nữa không, vì nãy giờ tổng hợp là các ý kiến của các bạn là điều kiện để sử dụng biện pháp này, thứ nhất là không có chống chỉ định,
việc nuôi con bằng sữa mẹ. À, ví dụ như bạn có ví dụ đó, ví dụ như bị lao đang tiến triển, à, hoặc là bé có cái tình trạng không dung nạp lacto trong sữa. À, ngoài ra nó có nhiều cái bệnh lý khác mà không có nuôi con bằng sữa mẹ. Ví dụ hả? Cái gì? À, em bé bị sứt môi ở hàm ếch. Thì cái vấn đề là người ta không có cho uống trực tiếp, nhưng mà người ta vẫn bắt sữa ra cho bé uống được. Phải uống trực tiếp. Nhưng mà giờ mình dắt sữa ra nó có cái tính tiết không? Dắt sữa ra nó cũng có xe tự uống. Đó. Còn nào, còn trường hợp nào mà chống chỉ định không cho bú mẹ luôn không? Hả? Thuốc gì? Thuốc gì? Thuốc trị ung thư. Ở đây hiếm gặp lắm. Đồng ý. Còn gì nữa không? Hả? Bé bị bệnh do lắc tôi vô bẩm sinh. Ý em nói là hồi nãy em mới nói là nếu mà chống chỉ định tuyệt đối là em có đọc là trường hợp bé bị bệnh da lắc tô dơ bẩm sinh thì nó thiếu cái men đó hay sao? Còn có cái bệnh lý gì mình hay gặp mà không có cho bú mẹ không? HIV, HIV không có bú mẹ. Sao các kiều về có cho bố mẹ không? Không chỉ định tôi nói. Các kiều về có cho bố mẹ không? Sao biết kiểm soát tốt? Rồi giờ mình chỉnh là thông tin này ha. HIV không cho bố mẹ. Lý do tăng nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. À, đối với trẻ mà cho bú vừa bú mẹ mà vừa bú bình thì khả năng lây truyền nó sẽ cao hơn nữa. Cho nên là khuyến cáo luôn là HIV thì trẻ bú sữa công thức, không bú mẹ. À, HIV nè, lao phổi tiến triển nè, động kinh đang điều trị hoặc là điều trị các cái thuốc mà về tâm thần kinh á. Lý do là tại sao? Nó qua sữa mẹ nha. Rồi chị nói tóm lại là gì? Thứ nhất là phải không có chống chỉ định thì mới nuôi con bằng sữa mẹ được nha. Rồi thứ hai là bú mẹ hoàn toàn, có nghĩa là chỉ bú mẹ thôi, không có cho bú bình hoặc cho uống những cái thứ khác. Tại vì sao? Tại vì cái cơ chế mà để ngừa thai á là kích thích tiết ra prolactin. À, oxytocin á là nó kích thích để nó làm co bóp tống sữa. Prolactin. À, nó mới tác động lên cái hệ trục đó, ức chế cái hiện tượng mà rụng trứng. À, cho nên là để cái ức chế cái chuyện này nè, nó kéo dài, nó ổn định á thì phải cho bú mẹ hoàn toàn, hoặc phải cho bú thường xuyên, ví dụ ngày ban ngày cách không quá 4 tiếng, ban đêm không quá 6 tiếng đó. Còn bây giờ cho bú mà ngày cho bú ngày không, hoặc là cho bú cử buổi chiều cứ nghỉ thì sao? Cái sự ức chế này nó không liên tục, nó bị mất ức chế thì sao đó sao nó sẽ rụng trứng. Rụng trứng là có khả năng có thai. Rồi cái này nó chỉ thực hiện được trong 4 đến 6 tháng đầu thôi, tại vì đó là thời gian mà bú mẹ hoàn toàn. Còn sau thời gian đó thì sao? À, bé ăn dặm rồi ha, cái sự tác động của nội tiết nó không như trước nữa, chất lượng sữa nó giảm, số lượng sữa nó đều giảm hết. Rồi thì một cái câu nữa là gì? Những này chưa có kinh. Có kinh có nghĩa là sao? Có kinh có nghĩa là trước đó nó có rụng trứng, hiểu không?
Hiểu vấn đề không các bạn? Cái này chu kỳ giả bộ chu kỳ kinh nguyệt thì nó đều nha. Giả bộ chu kỳ kinh nguyệt thì đều 28 ngày ha. Ngày hành trình là bắt đầu từ ngày 1, ngày dụng chứng là ngày 14 ha. Kết thúc chu kỳ 28 là sao bắt đầu là hành trình giả bộ hay nghe. Tại vì không phải ai cũng được gì hết ha. Không tin hỏi các bạn nữ đi ha. Còn cái những chuyện mình học là chỉ học lý thuyết thôi. Rồi. Cái ngày hành kinh của mình á là ngày này, bắt đầu tính là từ ngày 1. Đồng ý không? Ví dụ tới 28 đây thì bắt đầu qua chu kỳ mới là ngày 1 đây. Cái ngày hành kinh của mình là ngày tính là ngày 1. Ha. Ngày hành kinh của mình là ngày 1. Thì trước đó 2 tuần đã xảy ra chuyện gì? Rụng trứng. Ha. Đây là thời điểm rụng trứng ha. Đây là hành kinh. Ha. Rồi. Chưa có kinh. Chưa có kinh có nghĩa là gì? Là chưa có rụng trứng. Không mà hiểu vấn đề không? Không có kinh có nghĩa là không có rụng trứng trước đó 2 tuần. Mà có rụng trứng là sao? Là có khả năng tái lập lại cái chuyện sinh sản. Tại vì trứng rụng kết hợp với tinh trùng ra tạo thành hợp tử. Hiểu không? Hiểu rõ vấn đề này không? Rồi. Những cái câu này là cái câu hết sức nguy hiểm. Ví dụ như là một bạn nữ, một bạn nữ ha, trong cái độ tuổi hoạt động sinh dục, hoạt động tình dục, bạn nữ nói một câu này nè: tới tháng rồi nhưng mà chưa thấy. Thì mình suy nghĩ chuyện gì? Cái câu này nó có liên quan đến cái chuyện thi các bạn khác ha, mà cũng là hỏi thầy thi. Rồi, một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ha, có trễ kinh. Những chẩn đoán có thể xảy ra. Rối loạn kinh nguyệt, gần thi căng thẳng quá, đi lâm sàng nhiều quá, trực đêm nhiều quá, có phim mà bạn trai không rủ đi chơi gì hết, hoặc là nó không dẫn mình đi mà dẫn con khác đi, bị sao? Stress căng thẳng, rối loạn kinh nguyệt, bạn ra ma quá à, tự nhiên trễ kinh mới có bầu. Có loạn kinh nguyệt là cái thường gặp nhất. Đúng không? Rồi. Ngoài có loạn kinh nguyệt có gì nữa? À, có thai. À. Nó vô nó biện luận như thế. Bệnh nhân này trễ kinh cho nên em nghĩ bệnh nhân bị thai ngoài tử cung. Không có liên quan gì hết trơn á. Trễ kinh thì có nhiều cái lý do. Một trong những lý do đó có thể có thai. Đó. Còn cái thai ngoài tử cung á, nó chỉ chiếm tỷ lệ nhiêu? Dưới 5% thôi. Đúng không? Tự nhiên có trễ kinh vô chuyện thai ngoài tử cung. Không có liên quan. À, cái sự liên quan cũng có nhưng mà nó ít lắm. Vì mình phải biện luận theo từng bước. À, bệnh nhân này có trễ kinh. Vì khả năng có những khả năng xảy ra là bệnh nhân này có thể có rối loạn kinh nguyệt. Bệnh nhân này có thể có thai. À, vậy em sẽ đề nghị làm xét nghiệm gì? Để em loại trừ, ví dụ như vậy em sẽ thử que. À, thử que là em loại trừ được liền mà trễ kinh em có lòng kinh nguyệt liền. Phải không? À, à. Nhưng mà thử que nhầm khi nó không chính xác thì em sẽ cho làm cái gì? Beta HCG. À, nếu beta HCG dương tính em nghĩ có hai beta HCG âm tính là em nghĩ có lòng kinh nguyệt. À, khi mà beta HCG mà dương tính rồi đó, bệnh nhân có thai rồi thì em bắt đầu mới biện luận tiếp nha. Bệnh nhân này có đau bụng, có ra huyết âm đạo. À, với trường hợp này, cái thai này nè, em mới nghĩ ra những cái khả năng nè. Thứ nhất, à, em nghĩ đến thai ngoài tử cung. Cái nói, ủa kỳ với em, thai ngoài tử cung nó chiếm tỷ lệ có 5%, dưới 5% mà. Sao tự nhiên em nghĩ thai ngoài vậy? Phải không? Tại sao lại nghĩ thai ngoài? Trong khi nó chiếm tỷ lệ rất thấp. Đúng không? Hiểu vấn đề không?
tại sao em lại đưa những tóc hai ngoài tử cung lên đầu? À, em mới giải thích vậy. Tại vì hai ngoài tử cung á, bệnh lý này nó ít gặp nhưng mà nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm. À, nó có thể gây tử vong. À, nó gây xuất huyết, nó gây tử vong nếu không điều trị kịp thời. Alo. Tại cái bệnh cảnh đó ha, trên trường hợp này em mới nghĩ hai ngoài tử cung ha, đưa cái chuyện toán này để làm cái gì, để em hướng tới em coi coi nó có phải thai ngoài hay không, còn nếu không phải em phải loại trừ nó, tại vì đây là bệnh lý nguy hiểm tới tính mạng, còn nếu một cái thai mà có vấn đề thì nó không nguy hiểm bằng ha. Rồi em nghĩ thai ngoài, rồi em nghĩ gì nữa, à cái này có thai mà giờ nó đau bụng nó ra huyết, em có thể nghĩ là một cái thai mà nó có vấn đề bất thường. À, cái này là thai ngoài, giờ thai trong này, thai trong kèm theo bất thường. Bất thường gì? À, nó có thể là sảy thai sớm, nó có thể là vỡ sảy thai, nó có thể là thai chính ha, hoặc là nó đã sảy thai rồi, vân vân, hoặc là thai này cái gì nó ngưng phát triển, không dùng từ thai lưu nha, thai nó ngưng phát triển, khi nào thai lưu vậy coi định nghĩa lại. Thai này nó ngưng phát triển đó. Hoặc có thể là gì, à nó là một cái trong mà nó bình thường đó. Các bước mình có biện luận gì nè, cứ nhảy vô. Bệnh nhân này có chạy kinh, em nghĩ chẩn đoán đầu tiên là hai ngoài tử cung, ổng đường hoàng đó. À, có biện luận, có biện luận theo từng bước gì nè đó. Rồi như vậy một cái trường hợp bây giờ nè, đáng lẽ tới cái hắn này nè có kinh mà bây giờ chưa có kinh thì nó có hai khả năng xảy ra, hai khả năng xảy ra. Khả năng gì? Một sản phụ trong thời gian hậu sản ha, ví dụ chảy qua tháng thứ nhất, qua tháng hai, tháng ba, tháng tư gì đó, không đáng lẽ mà ví dụ mỗi tháng thành điều hành kinh phải không, giờ không hành kinh vì có hai khả năng xảy ra. Đã là thứ nhất á, là cái chuyện nào mình ngừa thai là hiệu quả, rồi khi nó tiết ra nó ức chế, nó không có buồng trứng, nó không có buồng trứng cho nên nó không có hành kinh, đồng ý không? À, cho nên mình mới tiếp tục được cái biện pháp ngừa thai này, tiếp tục không có kinh. Còn cái khả năng thứ hai là gì? À, nó rụng trứng rồi, nó có bầu rồi thì nó đâu có hành kinh nữa, hiểu vấn đề không? Nó đã rụng trứng rồi và nó đã có bầu rồi, có quan hệ thời điểm này rồi, nó không có hành kinh nữa, cho nên làm sao biết không có kinh? Không có kinh này là do có bầu hay không có kinh này là do chưa có tái lập cái điều kiện kinh? Ồ, cho nên á, người ta nghiên cứu người ta thấy á, là cái biện pháp nuôi con bằng sữa mẹ là một biện pháp ngừa thai mang tính chất tương đối, chứ không phải ngừa thai được 100%, hiểu không? À, cái quá trình bú mẹ mà nó không đảm bảo, nó có ức chế, nó rụng trứng, nó rụng trứng là nó có bầu. À, cho nên người ta mới ra những cái quy định rất là chặt chẽ vậy nè. À, cho bú liên tục là bú hoàn toàn nè, bú liên tục cắt tử như vậy nè. À, thời gian dưới 4 tháng 6 tháng này chi để đảm bảo khả năng thành công nó cao lên đó. Như vậy có kéo dài biện pháp này được lâu không? Không, thực hiện tối đa trong 4 đến 6 tháng đầu thôi, khi mà nó chuyển qua ăn dặm có nghĩa là biện pháp này nó khả năng thất bại cao rồi thì chuyển qua một biện pháp ngừa thai khác cho bệnh nhân đó. Cho nên cái điều kiện này sao nghiêm ngặt, phải tư vấn một cách nghiêm ngặt cho bệnh nhân. Mà các bạn còn không hiểu nữa làm sao bệnh nhân hiểu được, phải không? Các bạn còn không biết vấn đề nằm đâu nữa, làm sao bệnh nhân biết vấn đề nha. Tư vấn cho người ta đã xong thì sao, về người ta có bầu, người ta quay lại người ta mặc định. À, như vậy đây chỉ là một biện pháp ngừa thai tạm thời thôi nha. Và mình thấy rằng là gì, như vậy nếu mà bú mẹ hoàn toàn thì mình có thể ngừa thai được 4 tháng đến 6 tháng nếu bú mẹ hoàn toàn ha, chỉ qua ăn dặm là thua đó.
Nhưng mà nếu mà biện pháp này nè mà thực hiện là gọi là bú mẹ không hoàn toàn hoặc là không cho bú mẹ luôn, thì cái biện pháp cái người thai của mình nó không phải là 4 đến 6 tháng nữa, mà là sau 3 tuần. Sau 3 tuần là tại không cho bú mẹ cái chu kỳ nó khởi động lại, nó ruột trứng là nó có bầu. Hiểu vấn đề chưa? Cho nên phải nói rất là kỹ chỗ này nha. Đi thi phải nói đầy đủ các triệu chứng hay ra giường nha. Đi thi mà hỏi cà giật nha. Vì 50% lớp này đậu rồi đó, còn 50% còn lại chọn biện pháp khác thì chưa biết. Nhưng mà cái này không phải lúc nào cũng chọn được nha. Rồi giờ giả bộ mình một chọn một biện pháp khác nha, dùng bao cao su. Điều kiện để sử dụng biện pháp này điều kiện sử dụng biện pháp này, hay là bây giờ bệnh nhân đơn giản ta nói bác sĩ giờ hướng dẫn tôi cái biện pháp sử dụng bao cao su làm sao cho nó an toàn và hiệu quả. Rồi điều kiện bây giờ nói bệnh nhân xa xôi quá, giờ hỏi các em luôn, hỏi chính các em á, rồi sau đó mình mới từ các em mới chuyển qua mình cho chồng nha. Giờ theo em á thì để làm sao để sử dụng biện pháp bao cao su là hai giờ hiệu quả nha. Giờ hỏi từng bạn nam, rồi bạn này trước, cứ đứng lên nói thì thử, mình học y mà. Mua bao chất lượng hướng dẫn người chồng cách sử dụng, biết cách sử dụng cái bao. Bao thì chú ý cái gì, cái gì của cái bao chú ý cái chỗ ngoài của anh, cái tem giả mà cái ngoài có bị lủng rách gì không. Bạn trật tự, các bạn trật tự, các bạn nói chuyện không nghe là xem bao có bị lủng đi rách gì nguyên vẹn. Hạn sử dụng kích thước rồi gì nữa không. Rồi quay cái này còn gì nữa không, với cách sử dụng. Cách sử dụng rồi còn gì nữa không. Anh biết là phải không, bạn kế bên anh biết có nhiều hả? Rồi bạn kế bên biết sao? Đồng ý cảm giác giống như là cái nhu cầu sử dụng, cái ý muốn của ông ta, cái nhu cầu của ông ta. Đúng rồi, những cái tư vấn ta không chịu ha. Giống như giờ đi tư vấn ở về các cái vùng sâu vùng xa đó, ông sử dụng bao cao su mà ông đeo vô rồi nhưng mà ông cắt ra cho nó thoát tại nó chật quá. Rồi tiếp tục bạn chồng, có bạn nào khác tí đi này. Bạn nào trong lớp có vợ rồi, có người yêu rồi. Rồi xong bây giờ gì nè, bạn trật tự đi, các bạn nói còn không xong với người làm sao bệnh nhân tư vấn cho bệnh nhân à. Rồi giờ thứ nhất á, điều kiện sử dụng bao cao su là gì à? Đó là gì, giá thành thôi. Giá thành bây giờ nó có nhiều loại bao lắm. Thứ nhất, điều kiện sử dụng bao cao su là phải có cái bao cao su. Các bạn có hiểu cái ý nói này không? Không phải, bạn không hiểu rồi. Đúng rồi, khi cần là phải có. Có nghĩa là có sẵn. Có khi nào mà tới đó đi mua không?
Cho nên những cái người mà bị HIV á, cái chương trình mà đi phát bao cao su cho bệnh nhân bị HIV á, phát lần cho mấy cái, phát một hộp để làm chi, có sẵn ta xài, phải không? Có khi nào tới lúc đó ta đi mua không? Không. Có khi nào chặn rồi nó đợi anh xíu đi mua, có không? Phải có sẵn. Cho nên là chính vì lý do đó khi mà phát ba cao su cho cái người dân bị HIV á, là người ta phát một hộp, chứ không phải phát một cái, hai cái, ba cái, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa ngăn chừa chặn bệnh tật. Phát một hộp bự như nè, như vậy là phải có sẵn, đúng không? Các bạn hiểu vấn đề không? Không lẽ bây giờ từng này sử dụng có sẵn, tới từng sau không có, vậy là sáng sử dụng gián đoạn đâu có ý nghĩa gì đâu. Cái gì phải có sẵn, có sẵn thì sao? Mọi lúc mọi nơi đó. Cho nên một cái trong một cái chương trình mà để bảo vệ sức khỏe cho thanh niên, cho vị thanh niên rồi á, là người ta khuyến khích là để bao cao su ở đâu? Trong cái ví. Các bạn nghĩ thì buồn cười lắm, đúng không? Nhưng mà cái đó là một trong những cái biện pháp để chồng phòng tránh các cái bệnh lây truyền xã hội, đặc biệt là HIV. Bạn trật tự nè, các bạn trật tự nè, đừng ồn ồn nghe. Tại vì các bạn chưa có tiếp cận nhiều được những cái bệnh nhân đó. Có những cái trung tâm HIV á, có nghĩa là có những cái người mà gọi là rất là đẹp, nam nữ đều rất là đẹp luôn, sinh viên có, đi làm có, thậm chí là trong ngành mình có luôn đó. Nhưng mà cái vấn đề bảo vệ không an toàn thì bị nhiễm, sau đó phải sử dụng thuốc. Mình không biết được những chuyện đó đâu, mình sau này các bạn đi làm các bạn sẽ thấy được những chuyện đó. Nhìn một người đẹp vậy nhưng mà không biết họ có bệnh hay không, do đó là phải có sẵn đó. Như vậy khi mà vậy thì mình tư vấn người ta làm sao, nếu sử dụng phương pháp này làm sao, không mua sẵn một hộp mà 10 cái là ít á, một hộp 3 cái là sử dụng như các bạn thông thường thôi, một hộp 10 cái là ít, nhiều khi người ta có mua cá lố luôn đó. Như vậy mới gọi là cái biện pháp ngừa thai chứ đâu phải muốn là xài, muốn không xài, hiểu không? Ví dụ giờ mình đặt vô một cái hoàn cảnh là cái cô vợ này nè cũng mới mổ lấy thai, mổ gì nhau tiền đạo gì nhau càng gắn lượt, bây giờ cái vấn đề là phải ngừa thai tốt cho cổ, hoặc cổ có một cái bệnh lý gì đó không mang thai được, chưa bằng suy tim đó, mà cổ có thai các cổ sẽ ảnh hưởng sức khỏe người mẹ. Vậy mình tư vấn cái này là phải nghiêm ngặt, chứ không phải tư vấn kiểu giỡn chơi, vì vậy là phải có sẵn nha. Còn cái vấn đề kinh tế thì sao, nếu người ta có điều kiện thì người ta mua cái bao lợi tốt, còn nếu không có điều kiện thì người ta mua cái bao lợi rồi, vậy là phải có sẵn cái bao. Thứ hai là cái bao này sao, trước khi sử dụng sao phải kiểm tra cái bao này còn nguyên vẹn không có rách gì cả và hàng sử dụng hoặc hàng sử dụng. Thậm chí ở vùng quê có những người ta tiết kiệm đến nỗi là sao, người ta tái sử dụng, người ta sử dụng xong người ta đi rửa, người ta sử dụng lại, người ta tiết kiệm tiền, mà ví dụ làm nông dân đâu có gì nhiều tiền đâu, đi làm mướn làm thợ hồ đâu có nhiều tiền như vậy, mình không, mình thì mình suy nghĩ những cái chuyện đó đơn giản, nhưng mà đối với người ta thì nó khó khăn. Như vậy cái điều kiện bao phải có sẵn bao phải kiểm tra nguyên vẹn hàng sử dụng. Rồi thứ hai là gì, biết cách sử dụng, có vũ khí là phải biết cách sử dụng đó. Cho nên các cái bạn mà tư vấn cái biện pháp này á, là làm ơn về coi lại cái cách sử dụng giùm anh, dù là nam hay nữ phải biết cách, tại vì bạn tư vấn người ta là bạn phải biết. Bây giờ lên hỏi thi cái bạn nữ nói em tư vấn qua công thương cách sử dụng sao, cái thứ em không biết, không có điểm, không phải giỡn chơi. Tại mình tư vấn cho người ta là mình phải biết. Còn cái gì mình tư vấn cho người ta nó dạ em không biết, không biết tư vấn ta chị, không? Cái biện hộ nói tại em nữ em đâu biết đâu, nam mới biết, không đúng nha. Thứ nhất mình là sinh viên, mình đang học y, cái lớp này là có nè, mình biết nè. Đó. Còn dù mình không phải sinh viên học y, cái độ tuổi này mình cũng phải biết để mình phòng tránh, mình bảo vệ, phải không? Rồi.
cái nhu cầu chắc chắn rồi, tại vì người ta muốn thì mình mới sử dụng được, không muốn đâu sử dụng được. À, cái nhu cầu này nó thường liên quan đến gì, cái cảm giác của người ta, ví dụ người ta có xài rồi nhưng người ta không thích, tôi không có biện pháp này sử dụng được, hoặc là bác sĩ ơi đó gì tôi không xài này, tôi không xài được. À, ví dụ người ta làm nông dân, làm thợ hộ, nó không xài này được, không biết cách xài. Hoặc là bác sĩ ơi tôi bị gì, tôi đeo vô cái tôi bị viêm ngứa đỏ, tôi không xài đâu ép ra được nè. Còn gì nữa, còn thêm cái nữa, hỏi mấy bạn nam, mấy bạn nam còn gì nữa nè, sao cách mấy gà cách tháo, không phải cách tháo bao, kiểm tra sau khi sử dụng con có rách, có lủng bao, có bùn bao hay không, không có gì xấu hổ gì đó. Tại sao sử dụng biện pháp, có biện pháp nó có hiệu quả và an toàn không, bây giờ trong quá trình sử dụng nó tuột như vậy, cái biện pháp nó không an toàn, trong quá trình sử dụng sau, có sử dụng xong thì sao, nó rách nó bể ha? Thì cái vấn đề đó nó đâu có an toàn đâu đó. Vì cách kiểm tra làm sao hả, cách kiểm tra làm sao hả, rồi xóa là làm sao, nếu không an toàn thì sao, nếu không an toàn thì sao, phải có một biện pháp hỗ trợ khác, có nghĩa là khi sử dụng biện pháp này phải còn có một cái biện pháp khác nữa. Các bạn hiểu vấn đề chưa, đây là biện pháp mang tính chất không an toàn tương đối, cái sự an toàn hay không nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của người sử dụng đó. Cho nên bây giờ đem cái bao cao su này nè tư vấn cho các ông thợ hồ, hoặc là tư vấn cho cái người làm ruộng làm nông mà hồi đó giờ ta chưa có sử dụng lần nào hết thì sao, thất bại. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Tư vấn cho đã, không hiểu vấn đề đó. Nhiều vụ các bạn tư vấn tư vấn cho sinh viên được nè, tư vấn cho những cái người đi làm được nè, tư vấn cho những cái người nào đã sử dụng bao cao su rồi được nè. Ví dụ mình hỏi lần trước, trước đợt trước ngừa thai bằng biện pháp gì, nó ngừa thai bằng bao cao su, thì đợt này ok tôi tư vấn tiếp. Còn bây giờ người ta chưa có một cái trải nghiệm gì hết trơn thì sao, các bạn phải tư vấn theo từng đầu. Hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi bây giờ qua một biện pháp khác nè, giờ tư vấn thuốc nè. Các bạn nói mang tính chất lý thuyết rất là nhiều, CEO là em sẽ tư vấn bệnh nhân thuốc ngừa thai dạng hủy đơn thuần. Rồi hỏi đơn thuần nghĩa là sao hả, chỉ chưa đầu tiên. Rồi cái thuốc đó tên gì vậy em, cái các bạn sẽ trả lời nè, thuốc đó là mạc bơ long, đó là mạc bơ long. Như vậy làm ơn á, chọn cái biện pháp này thì sao, chuẩn bị về một cái thuốc, một cái tên thuốc mà là thuốc chỉ đơn thuần. Các bạn mới vừa nói xong, các bạn nói dạ em chọn mạc bơ long. Mạc bơ long là cái gì, thuốc ngừa thai phối hợp chứ em sơ xe và rô rét, học có không có liên quan cái lời nói của mình, nó mâu thuẫn á, hiểu không? Mà miệng thì nói đơn thuần nhưng mà cho cái tên thì lại là phối hợp. Cái hỏi thuốc này nó làm sao em, dạ thuốc này thuốc vỉ 28 viên, tới đây là muốn cho góp à, là tại vì nãy nói không đúng, còn cái vỉ này, vỉ này không phải 28 viên, chứng tỏ là các bạn không có tìm hiểu gì nó, không có chuẩn bị gì nó, ra khi nó đại nha. Như vậy thì mình sử dụng là thuốc vỉ ngừa thai đơn thuần ha. Vì thuốc vỉ đó tên gì ha, thứ gì trong đó, bao nhiêu viên, cách uống như thế nào,
uống vào một giờ cố định. Mỗi giờ nào? Đó. Uống mà uống vào một giờ cố định nghĩa là sao các bạn? Giờ nào cũng được là rớt nha. Ví dụ như là bữa nay uống 8 giờ sáng, thì ngày mai 8 giờ sáng, ngày mốt 8 giờ sáng, ngày mốt nữa, qua tới cuối tháng. Vậy bây giờ một cái bà nông dân, bà đi làm mướn, bà đi làm thuê, bây giờ dặn bà uống thuốc, bà uống vào một cái giờ cố định nha, thì các bạn thấy khả năng thành công cao không? Không. Bà nông dân mà người ta nhớ lúc nào tôi uống đó. Bây giờ tư vấn cho một cái cô này, cổ làm viên chức á, nhưng mà công việc cũng lu bu quá trời luôn, cổ tính cô hay quên nữa, được không? Không. Cổ nói thẳng luôn, tôi hay quên lắm bác sĩ, tôi lu bu, tôi làm tôi hay quên. Nhưng khi ăn sáng tôi còn không ăn nữa, sao tôi hút được? Không. Như vậy á, thuốc này thì sao? Đòi hỏi thì sao? Đòi hỏi gì? Đòi hỏi cái gì? Sự tuân thủ cao và nghiêm ngặt. Các bạn có tưởng tượng là mình uống một cái viên thuốc, ví dụ như lúc 8 giờ sáng, uống liên tục từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ không? Các bạn có làm được chuyện đó không? Ví dụ như bây giờ để thấy được cái sự tuân thủ này nè, bây giờ yêu cầu các bạn ngày nào cũng thức đúng 6 giờ hết, được không? Được. Có một số bạn sẽ làm được. Bạn làm siêng năng chăm chỉ ta vẫn làm được chứ. Các bạn làm được kể các bạn không, nhưng mà cái tỷ lệ nó ít. Tỷ lệ nó ít. Như vậy thì cái sự tuân thủ thuốc là phải tốt cực kỳ. Mình dặn người ta nói, ờ chị có làm được chuyện đó hay không? Ta mới suy nghĩ là ờ nhưng mà tôi có thể làm được, hoặc là tôi có ghi sổ, hoặc là tôi có cái thói quen này để tôi làm được. Còn các bạn mà đi bán cá ngoài chợ thua. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, như vậy tư vấn thuốc là gì? Phải biết tên thuốc là gì? Thành phần thuốc là gì? Quỷ bao nhiêu tiên? Uống như thế nào? Quên thuốc thì sao? Sự tuân thủ bệnh nhân như thế nào? Chứ phải quanh hết á. Dạ em chọn thuốc là hai dạng vị. Rồi hết. Không có điểm. Ngoài ra những biện pháp này còn những biện pháp khác ha. Ví dụ như là cái que, ví dụ như đặt một tủ tử cung, mình phải tìm hiểu thêm. Mỗi một biện pháp mình đều phải làm gì đó. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Nó đi. Dạ em hỏi là hồi nãy anh có nói là 13 cao su là mình phải dùng pháp của dưới sáng. Khi thật của hệ có nghĩa là biện pháp đó phải biện pháp trọng tâm, gọi là biện pháp dự phòng. Khi mà ba con sư thất bại rồi, giống như các bạn đây nói nè, bút ngừa hay khẩn cấp, đặt dụng cụ tử cung khẩn cấp, hoặc là uống thuốc phối hợp mà uống dạng nhiều viên khẩn cấp, đó là những biện pháp mà người hai khẩn cấp, phải không? Khi mà sử dụng ba cao su thất bại đồng nghĩa là quan hệ tiếp đó không an toàn, thì sau đó cái biện pháp người hai của mình là cái biện pháp người hai khẩn cấp. Thì các bạn lập cái bài khẩn cấp ra, nó có những biện pháp gì? Uống người hai khẩn cấp, rồi đặt dụng cụ tử cung khẩn cấp, hoặc là uống phối hợp mà khẩn cấp nhiều viên. Vậy nó phức tạp không? Phức tạp. Có nghĩa là cái người sử dụng ba cao su ngoài biết cách sử dụng cao su, phải biết là cái biện pháp này nó có an toàn hay không để sử dụng một cái biện pháp dự phòng sau đó, chứ không phải quăng các sử dụng ba cao su đi mà giờ người có quen, người Việt Nam mình có thói quen sử dụng ba cao su chưa? Chưa, ngoại trừ sinh viên thôi. Đi ra nhà hút mua còn mình còn ngại nữa mà đeo khẩu che tội nó bảo hiểm thì quấn rồi sợ người ta nhận ra. Dĩ nhiên có ảnh hưởng chứ, khi mình đồng kỹ lại hút người hai cẩn cấp thì nó có ảnh hưởng.
khi sử dụng thuốc ngừa hai kháng cấp có ảnh hưởng không? Có. Nó làm rối loạn kinh nguyệt, nó có thể có thai, khi có thai dễ bị thai ngoại, cho nên mình phải chủ động ngay từ đầu. Rồi còn hỏi gì nữa không? Anh ơi, nếu mình đặt vòng thì thời điểm đặt vòng sẽ tốt nhất sao xin mình báo? À, thời điểm đặt vòng khi nào? Không có luôn. Thời điểm đặt vòng khi nào? Rồi. Thời điểm đặt vòng á, nó có nhiều cái khuyến cáo lắm. Mỗi một cái khuyến cáo nó khác nhau hết. Bây giờ mình sẽ trả lời theo cái giáo trình của mình. Cái giáo trình của mình nói sao mình nói như vậy là các bạn không bị sai. Trong giáo trình đó thì sao? Tại vì cái khuyến cáo của bệnh viện là khác, khuyến cáo của nhà quốc gia khác, khuyến cáo của nhà quốc gia không có khác. Nghĩa là nếu mà ví dụ anh nói thêm một điểm của anh thì Du Hy gặp anh thì ok, nhưng mà Du Hy gặp người khác không ok, vì phải nói về cái giáo trình của các bạn ha. Nhưng mà thường á là người ta sẽ thường bây giờ ở Việt Nam mình á thì sẽ không có đặt sớm, tại người ta sợ đặt thứ nhất là tụt dòng, thứ hai là sợ cái nguyên tử cung mình nó co bóp á, nó dễ dòng xuyên cơ đó. Cho nên thường là hết cái thời kỳ hậu sản ta mới đặt nha. Chứ thật ra là theo các khuyến cáo thì có thể đặt ngay cho học sinh, hoặc là một số quan niệm là ta đặt sau đó là khoảng 3 tuần 4 tuần đó. Nhưng mà theo để an toàn cho các bạn thì nó là hết thời kỳ hậu sản ta đặt nha. Còn cái que là sao canh 3 tuần là cái được ha. Thời gian tác dụng của que cái là 3 năm, que cái tên là Implanon, nó chứa Rorestin, Etonorestin, Santafigan. Rồi bạn hỏi đi bạn. Người cha đi. Dạ, để hỏi cái bạn này là khi mà đặt bỏ nó có khác nhau giữa đặt bỏ và bỏ hay không? Rồi. Khác theo ý hỏi khác cái gì á? Thời gian hay là khác cái gì? Thời điểm đặt với lại cái nguy cơ thì nó sẽ ra. Rồi. Thì nãy anh mới nói thời gian rồi đó, để cho các bạn an toàn, các bạn nói là trong sau thì hậu sản đó nha. Đặt sớm quá, tại vì đặt sớm quá nó gơ hồi tử cung. Thứ hai là trong thời gian đầu khi em bé bú tử cung nó gơ hồi, người ta sợ là dòng nó bị rớt ra hoặc là dòng nó xuyên cơ, giờ dòng nó sẽ di lệch không đúng vị trí. Còn đặt dụng cụ tử cung á mà trên sanh thường hay mổ thì riêng sanh mổ đặt nó sẽ nguy cơ hơn, tại vì nó có cái sẹo rất cũ, đặt nó sẽ khó hơn, nhiều khi nó dính hơn, thật ra tư thế tử cung nó khó đặt hơn. Người cái đó phải đặt tại bệnh viện. Còn hỏi gì không? Hãy bạn cứ lên đặt. Hỏi câu về xem nó còn sữa mẹ đó với phụ nữ bị HIV á, thì mình cân nhắc giữa cái lợi ích của sữa mẹ mang lại cho bé với lại cái nguy cơ nhiễm HIV cho bé thì không có cân nhắc nữa. Cái này là theo các độ quốc gia luôn, là mình không cho bố mẹ, không cho bố mẹ, tại vì không có sử dụng sữa mẹ ở người trẻ thì không được cung cấp những cái kháng thể cần thiết. Thì chịu thôi, uống sữa công thức. Cái nguy cơ mà không vô của mẹ đó nó vẫn thấp hơn cái nguy cơ bị lây truyền bệnh lý đó từ mẹ sang con. Dễ lắm, nhưng mà hồi đó giờ ít khách chị sáng nam.
chung là nam cũng hơi ích kỷ. Thì sẽ nữ ấy, thường là người ta sẽ kết hợp khi mổ lấy thai ha, khi mổ lấy thai chứ ít khi nào mà làm chị sản nữ mà một cái đơn thuần lắm. Có thể là ví dụ như trường hợp mà người ta thấy nguy cơ quá, ví dụ như người ta có bệnh lý để chị mổ tình dục á, người ta sẽ thực hiện chị sản. Thì khi mà mổ lấy thai người ta kết hợp chị sản thôi. Như vậy thì khi mà mình tư vấn một ca chị sản thì mình phải chú ý thứ nhất là độ tuổi, độ tuổi của cái người phụ nữ đi triệt sản. Nhưng mà trẻ quá không triệt sản đâu, ví dụ 18, 20, 25 sao không triệt sản đâu nha. Thứ hai đủ số con chưa, và những đứa con sinh ra nó có sống, nó có khỏe mạnh hay không. Ví dụ giờ có hai đứa con rồi nhưng mà một đứa con nó bị dị tật bẩm sinh, còn đứa kia thì sau đó nó bị chết, sinh ra thời gian nó bị chết. Như vậy thì người ta đâu có nhu cầu triệt sản đâu, mặc dù người ta có hai con thì đâu có triệt sản, thì những đứa con còn lại nó phải sống còn nó khỏe mạnh thì mình mới triệt sản được đó. Còn như anh nhớ trong cái bài của các bạn có điều kiện triệt sản của các bạn, lứa tuổi, con còn lại nhiêu nhiêu đó, có không? Không, nhưng chương trình các bạn có mà, có chương trình các bạn mà các bạn dụ anh ngoại. Nếu không được hỏi điều kiện là mình không có quyền chuyện mà. Đúng rồi, mình chỉ lắm một biện pháp khác nha. Các bạn học cái gì cũng vậy hết trơn á, học trong giáo trình của các bạn là an toàn với các bạn, tại vì thi người ta sẽ chấm theo giáo trình. Còn ví dụ như nói theo giảng viên, mỗi giảng viên nói cái quan điểm khác nhau nó vẫn đúng nha. Ví dụ như tôi theo hướng khuyến cáo của các cấp của hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ, tôi theo hướng dẫn quốc gia. À, tôi theo phát đồ của những tình vũ, tôi theo phát đồ của những cụ sản, mỗi cái nó có phát đồ riêng, ai nó cũng đúng hết. Còn các bạn học chung chung, các bạn học theo cái giáo trình của các bạn là các bạn an toàn nha. Mình uống thuốc dĩ này bao lâu mình quan hệ được? Uống dĩ bao lâu quan hệ được? 7 ngày sao biết? Uống chú dĩ là mục đích để làm cái gì? Uống thuốc quỷ này mục đích để làm cái gì? Hả? Ức chế ngụm trứng, cung cấp một cái nội tiết estrogen và progesterone vào để tác động vào cái trục hả, nội tiết ngụm trứng, làm cho cái trục này là nó bị ức chế, nó không có ngụm trứng. Thì phải đảm bảo sao? À, phải đảm bảo cho không có ngụm trứng. Như vậy thường cái chu kỳ đầu á, khi mà uống cái thuốc ngừa thai này nè, người ta thường sẽ khuyên sản phụ là nên kết hợp thì xài băng cao su cho nó an toàn đó. Tại vì khi á, là mới uống thuốc ra nó chưa có hiệu quả được, mà lúc đó quan hệ bắt đầu trứng nó rụng rồi đó. Cho nên nếu mà để an toàn nhất thì sao cứ uống thuốc từ đầu chu kỳ ha. Còn ví dụ như sọt ngang ngày uống trứng uống thì quan hệ vẫn có bầu, phải uống từ đầu chu kỳ để nó có thời gian có tác dụng. Còn nếu mà uống bất chợt quá thì sao, mình chịu sử dụng một biện pháp như băng cao su kết hợp. Chiều nay sẽ học cái bài khám hậu phẫu, hậu phẫu hồ sản. Thì thường á, cái nhóm hậu phẫu hồ sản, hậu phẫu á, cái chuyên khoa hậu phẫu á, thường là anh sẽ có gom để anh dạy một buổi. Nhưng mà tại vì thời gian mua quá anh không có dạy được đó. Nhóm nào mà có thời gian trống thì anh phải gom lại anh giải thanh sản giải cho đó. Thì các bạn cũng phải tranh thủ học đi mình học nha. Và anh nhắc luôn á, các bạn phải khám được cái vết mổ, khám được vết mai tầng sinh môn, khám được sự gò hồi tử cung và khám được sản dịch nha. Vết mổ, vết mai với sản dịch là các bạn đi qua cái phòng thủ thuật á, người ta thay băng, người ta rửa vệ sinh trong hộ bạn coi nha. Chứ để đi thi rồi á, mà các bạn nói là em không thấy được vết mổ lần nào hết, người ta băng dán em không thấy, hoặc là em không thấy được vết mai, em không thấy được sản dịch luôn, là lỗi tại các bạn nha. Bệnh nhân chênh chảnh rất là nhiều, ngày đều có chăm sóc hết, bạn phải đi câu khi mô tả sản dịch mà theo lời kể bệnh nhân không là không được nha. Rồi sáng nay như đây thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều mình đi